Thank you.
thấy rồi. Thì bác sĩ hiện tại đang tiêm và xét nghiệm máu cho ba con để xem là có bị sốt xuất huyết không. Vậy đây nè, con cũng xin lấy cái này ra cho cô chú thấy. Đó, một liều thuốc uống của ba con mới nhận qua mua một liều thuốc uống, hai liều và cái thuốc này nữa. Thuốc này là của bà nội tặng cho con đôi giày á, là của bà nội cho. Ba con uống lúc nào cũng đều đặn. Đó. Đó, cái thuốc này nha. Thì nói chung là ba con lúc nào cũng uống đều đặn, mà chính cái này thì không biết sao, nói chung là con cũng biết sao. Thì con sẽ xem một vài ngày tới nữa ba con có tình hình sức khỏe như thế nào. Thì con sẽ thông báo cho ông bà cô chú và em các chị biết là tình hình của gia đình con bây giờ ra sao nha ông bà cô chú. Thì con cũng xin muốn nói lời tạm biệt với ông bà cô chú và các anh các chị. Hẹn gặp ông bà cô chú và các anh các chị ở những clip lần sau. Và con sẽ cố con sẽ khuyên ba con lên bệnh viện để có thể xét nghiệm được máu để mà có thể ổn định sức khỏe tốt nhất. Con quên thêm một tí nữa, đó là về cái việc của ba con bị bệnh á, thì đi ra ngoài bác sĩ nói thì con mà chạm xá bên người vô trong đó người nói là về cái việc bị vậy á thì do bị sốc quá và quá mệt và tâm lý và sức khỏe tình mình không ổn định về đầu và cơ thể nên vậy nó gây ra cái phát bệnh như vậy.